mua bán các sản phẩm sinh vật cảnh trên sàn FVC ngay hôm nay. Để nhận nhiều ưu đãi, sàn FVC mua dễ dàng, bán nhanh gọn. Xin chào quý vị. Lại tiếp tục thăm một cái vườn cây nữa. Quê ở Ninh Bình các anh ấy. Toàn nhà cao, to đẹp. Đây là cây Phúc Am đúng không nhỉ? Phúc Am đúng rồi. Đanh nhỉ? Khô đấy. Đây là nhà anh Tuyến, cũng ở khu vực Yên Mô. Ui, nhà anh mấy cây hay nhỉ? Đây này. Em thấy cây này hay này. Cây này của anh Ác này. Cây này cũng ở Ninh Bình hả anh? Không, không phải. À, ở đâu? Trước là ở đâu? Ngày xưa mua ở bên Yên. À, Yên Nam Định. Cây này cũng cổ. Vâng. À, cây đấy cũng cổ. Cây này cũng cổ. Cây này cổ mà cái nét cây này nó cũng hay. Đường thần chạy kỳ quá nhỉ. Dị vậy. Dị, rất là dị. Ôi, nhiều cái chi tiết nữa. Rất hay luôn. Đây, xem cái này cổ. Cái này dáng cũng đẹp. Những cái này là anh sưu tầm lâu chưa? Lâu rồi, từ thời 20. Từ thời 20 đấy. À, từ thời đấy đấy. Từ này 21. Vâng. Cái sành quê nó già thế nhỉ? Để nó sạch sẽ. Già kinh điển luôn. Ôi. Ôi. Già lắm. Cái đá này là làm từ ngày đấy luôn không, hả? Họ làm tới chỉ 3-40 năm. Thế á? Lâu không biết từ lời nào. Vẫn kèo. Kèo, vẫn bết, là cứ bết từ nguyên này. Không đụng chạm. Cứ làm từ hồi nào. Rồi, thần các cụ thì, làm hả? Các thời các cụ rồi. Làm thời mình thì làm sao làm lâu rồi. Được cái bộ đế đấy được. Đế đấy. Chảy nhé. Được chưa? Hồ đanh. Cây này mới à? Con này hay không anh? Đẹp chứ. Dạ. Hàng quý. Tôi là xem nó hơi khô. Hơi vất. Tốt lá. Đúng rồi. Đang kín bông. Cái này là phải bấm lá đi chơi thì đẹp, rất đẹp luôn. Con này mới mua. Năm ngoái. Vậy một ngày mới nhìn thấy lâu lắm không về. Tết năm ngoái, tháng 2 riêng. Riêng 2 năm ngoái. Hôm nay đi tiền trạm để ngắm một số cái vườn cây ở Yên Mô. Bữa nào tổ chức anh em đi giao lưu với các anh ở Yên Mô. Hôm nay về thấy cái vườn cây đẹp quá. Những cái vườn cây của anh chơi rất thích luôn. Được cả vợ cả chồng anh chơi rất là đam mê.
Tán cây sạch sẽ quá. Anh chỉ chơi cái hoàn thiện ra nhỉ, ít phôi nhỉ. Có mấy cái phôi sao? Vâng, ít cái phôi. Cây nào cũng già. Già quá. Sạch sẽ. Ở kia một cây xanh Phúc Am nữa đúng không? Đây này. Vâng. Hai cây Phúc Am. Đặc sản Ninh Bình. Những cây xanh Phúc Am. Những cái bộ đế và cây xanh già. Cây nào cũng già. Cây xanh Phúc Am ôm đá. Thân nó kỳ dị, nó cứ vè mỏng, nó rất là hay. Ui. Cái dòng cây nó già lắm đấy anh nhỉ. Ở đây có cái cây mà cái rễ nó cũng kỳ quá. Làm bông nét cổ. Làm kỹ lại bộ bông đi anh ạ. Cái này làm cũng được đấy. Cái thân pháp, cái bệ rễ của nó hay quá. Vâng, nó lạ, kỳ lạ. Sự sinh quê hoàn thiện này. Rất đẹp. Cây si đây. Có cái si. Ở đầu này. Cái này anh. Cái là mua sau cái này 3 tháng. Ờ, à, sau cái này. Mặt cái này hay lắm. Cái này ở mặt mặt bên đấy nhìn hay. Mỗi cây một dáng. Quá là mê, tuyệt vời quá. Ở trong này xem cây này. Mới cắt à anh? Cái này cũng là mới sưu tầm à? Mới nhặt 3 ngày này. À, cũng nhặt. Anh nuôi lâu rồi gì? Mua lâu rồi. Ừ. Này mua gần chục năm rồi. Yeah. Giật làm lại đấy. Rồi, giật. Làm lại. Mua từ 2 lần 10. Đấy, giờ... cao rồi. Lại thành cây nét đương đại luôn, sạch sẽ nhỉ, gọn gàng. Kiểu mấy cây giáng làng này. Vâng. Ừ. Chất lá cây này đẹp thế nhỉ? Vâng, chất lá nó đẹp, nó dày. Lá nhựa ở Ninh Bình cũng là nhiều ấy chứ. Cây này hay này. Cây này dòng mili mà chơi kỹ, cây này hay phết. Con này nó xong rồi mà mức nhặt dăm. Vâng, nhặt dăm chơi cây này kỹ đẹp. Đây là dáng lá. Vâng. Lạ tháng. Chơi lũa luôn. Lũa thân luôn. Dưới này là toàn phôi à anh? Đây có cái cốt to. Cốt phôi to. Đây cái cốt này cũng hay này. Cốt này dị quá.
Chưa hết. Ai chà. Đằng này là đồ. Ai chà. Ui rồi. Hay. Mới thay quá. Hay ghê nhỉ. Này chắc mới. Mới nhập đội à anh? 2 năm. Yeah. 2 năm về nuôi được cái cút thì mới giật qua đây. À, tất cả cút này mới 2 năm. Mới giật hôm qua xong. Mới giật hôm qua, mới thay chiều hôm qua. Bên này vẫn được cái. Mới thay chậu chiều hôm qua. Ui. Hai mặt đều phê rồi. Cột này thì hay quá trời luôn. Đẹp quá nhỉ. Cột quá hay luôn. Em ba xem mới lấy cái cổ này. Cái cổ. Ui giả thế nhỉ. Con này nó cắt cái thần này hơi phím. Mùi dần già. Chắc là về ngày xưa nó trồng nó lụt xong anh moi ra. Nó moi ra và họ để cớm. Vâng. Trên là cái ánh nắng nó bị xám ấy. Mới lấy được có 4 tháng này. Mình sửa lại bông đấy. Rồi. Còn đang kéo tí. Dần nó làm đã nó có chịu. Mình chỉnh lại chân nó lút trồng cái chỗ bé mà nó két. Con này lâu tuổi phết rồi đấy. Vâng. Dân này nó chơi nhìn thì biết nó có làm đâu. Nó để nó khổ. Vâng. Mà vâng, khổ. Nhìn nó mới gốc nó mới chụp đụng đụng kiểu đấy. Đói khổ nó kiểu nó đuối sức. Em mới lên đây này cũng mới cắt. Gắp đây à? Đấy, gắp đấy. Kia cơ mà. Con này khác. Này kìa, đục ghê chưa? Đây. Nuôi thời gian nữa. Ngày xưa ảnh con đấy đẹp lắm. Ừ. Nó mọc đấy, nó mọc. Con này là ba con cánh. À. Ba con đập vào nhau. Thuận đồng nát ghép. À thuận làm hả? Ai dạ. Ba con thuận này. Vâng. Đây này, nhìn lại rõ cốt. Hay chưa? Đấy, nó đang nằm đúng như vậy đấy, nó mọc nó lẫn như vậy. Đây là lúc mà lúc bắt đầu trồng ghép thì trồng vào đặt trồng vào rồi. Giờ nó lá nó đang bị phủ mình không nhìn thấy hết. Vâng. Còn nhìn. Đây của nó là nhìn thấy rõ cốt của nó. Ba, nhìn thích nhỉ. Đấy. Nhìn cái cốt đây nữa. Vâng. Chờ thời gian. Nhưng mà cũng cắt được cút mấy lần rồi đấy chứ. Không, mới có một lần.
Đấy, giật được mấy phát rồi này. Mới nhặt giam không, đây là cái tay của nó cũng. Đây lấy của anh Ba năm ngoái. Cắt phút tay được mấy năm. À thế à. Thế là trước cũng của anh Ba. Thế là lấy của anh Ba là đóng rồi ấy gì? Chưa, vào đây mới đóng. À, về đây mới đóng. Ba con trực. Lấy ba con trực luôn. Thế em nói là vườn anh Ba rất nhiều đồ về mà anh em chế biến được hay phết ấy. Này có cái đường thân với cái cổ chạy kỳ dị. Cái từ sau này đẹp này nhỉ. Từ nó chạy đẹp này. Sinh ta mà già lắm. Cái chỗ này nó hóa là kỳ dị không? Thân nó như con rồng chạy. Xanh ta nó lại không nu thân được, nó không mọc mầm thân anh nhỉ. Đây nhỉ, này cái thân nó trườn ác nhỉ, trườn nó chạy này, trườn là mình mua về cắt làm máy này, làm kiểu dáng thú đẹp luôn, dáng bay. Mình vặt nó nằm xuống thì nó giảm độ cao từ, từ cây trực 1.5m 2m rồi còn có độ khoảng 80 phân. Thành dáng siêu. Thành siêu. Giơ chân với thử trời cao thấp đấy. Đúng kiểu luôn đúng không? Hết đồ chưa? Bộ ba trực. Cái này là trực khói hương lắc xoắn đôi long luôn. Cũng mề cầy quá nhỉ, số lượng cũng chỉ kém ông Ba tí tí thôi đúng không? Cũng ra được 17. Vâng. Còn rất nhiều cây, những cái này mà biết cách chế biến và làm nó cũng hay là phết đấy. Việt Nam quá nhiều người đam mê cái khế. Thế thân nu này. Dị quá. Xanh quê rất già. Cái dòng cái chất lá này là có vẻ như hơi thưa răm anh nhỉ. Lá thì đẹp nhưng mà làm nó cũng hơi lâu. Cái răm nhỉ. Ngày xưa con Việt Nam thân nó như thế này nhỉ, quý lắm chú. Vâng, xưa thì dáng nó lạ. Ok.